Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Trong những phút đầu, các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang là những người tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng tiếc là không tận dụng thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số không đều. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ngay sau giờ nghỉ, khi Osama Musa ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 23. Bị thủng lưới, đội tuyển Futsal Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công. Và trong một tình huống phối hợp phạt góc ở phút 32, Minh Trí đã có pha giật gót ghi bàn gỡ hòa một đều. Tuy vậy, chỉ ít phút sau, Osama Musa tiếp tục lập công để đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước. Những phút cuối, đội tuyển Việt Nam buộc phải chơi power play nhưng không thành công và phải nhận thêm một bàn thua nữa. Thất bại với tỷ số 1-3, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Myanmar ở trận tranh giải 3, đồng thời cũng là trận quyết định tấm vé dự vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.